Cô chào em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng tìm hiểu về một cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh thông qua việc chữa câu số 4 trang 208 sách trọng tâm. Với dạng bài về phát hiện lỗi sai như này thì chúng ta sẽ có cái cách làm chung như sau, là xét từng cái phần gạch chân A, B, C, D này. Chợ đầu tiên xem nó có sai về mặt ngữ pháp không trước. Nếu không sai về mặt ngữ pháp thì tiếp tục xét xem về mặt ngữ nghĩa của nó có ổn không. Vậy với cái vị trí gạch chân đầu tiên ý A, người ta đang dùng cái từ sau. Người ta dùng cái từ appreciable. Chợ với cái từ appreciable nó sẽ bằng với từ sau này, up. Với cái từ là appreciable có đuôi able là đuôi của tính từ. Vậy nếu xét về mặt ngữ pháp chúng ta sẽ thấy là sau be cộng với tính từ lên về mặt ngữ pháp nó không sai. Vậy xét về mặt ngữ nghĩa, nếu mà xét về mặt ngữ nghĩa thì cô có cái từ sau. Với cái từ appreciable nó sẽ bằng với cái từ sau, bằng với từ considerable. Nó sẽ bằng với cái từ là considerable, nghĩa là gì? Nghĩa là đáng kể, nghĩa là tương đối nhá. Vậy thì bạn sẽ thấy cho cô sao? Ở đây dịch là tôi đáng kể, tôi tương đối tất cả những cái support, những cái sự hỗ trợ, những cái sự ủng hộ mà bạn đã dành cho tôi. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là nếu mà xét về mặt ngữ nghĩa thì nó không ổn. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là ý A của chúng ta sẽ sai rồi. Và sai về mặt ngữ nghĩa, vậy em sẽ nhìn cho cô vào trong cái bảng sau. Trong cái bảng mà có 218 cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh thì bạn chú ý cho cô vào cái cặp từ số 18 với hai cái từ sau. Bạn nhìn cho cô này. Rồi cô có cái từ đó là từ, với từ appreciable nghĩa là gì? Nghĩa là có thể đánh giá, nghĩa là đáng kể. Vậy còn một cái từ nữa cũng bắt đầu bằng gốc từ là appre, thì cô sẽ có với cái từ sau, đó là từ appreciative. Với từ appreciative nghĩa là gì đây ạ? Với cái từ là appreciative nghĩa là biết thưởng thức hoặc là biết ơn nhá. Ngoài ra cô có cái cấu trúc là be appreciative of. Vậy thì ở cái ngữ cảnh của cái câu này thì cô dịch là tôi rất là biết ơn tất cả những cái sự hỗ trợ mà bạn đã dành cho tôi. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là ý A sẽ sai và sai về cách dùng từ. Nên bạn sẽ phải đổi cho cô từ appreciable, đổi cho cô thành từ appreciative nhá. Đổi thành từ appreciative và chúng ta mở rộng ra, cô có cái cấu trúc sau. Lưu ý cấu trúc này này. Cô có cái cấu trúc là be appreciative. Cô có cái cấu trúc là be appreciative. Đi với giới từ of nhá. Somebody something. Biết ơn ai đó. Sorry. Cô có cái cấu trúc, thường người ta dùng cái cấu trúc sau này. Be appreciative of something. Biết ơn cái gì, trân trọng cái gì.